Rồi bạn lên đây. Rồi, bạn đứng lên. Anh chị em thấy người ta mặc áo gì biết là thuộc phe nào chưa? Thuộc phe nào chưa? Đứng lên trên này luôn. Đỡ bạn lên trên này kiểm tra. Đỡ bạn đứng lên. Rồi, thấy bạn mặc áo này biết bạn thuộc phe nào chưa? Phe nào? Phe chua. Bà phụng đạo nào? Đạo Phật. Đạo Phật, bà tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, tên là Nguyễn Thị Sa, pháp danh Đức Trí. Bao nhiêu tuổi? 83 tuổi. Cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nguyễn Thị Sa, pháp danh là Đức Trí, ở chùa nào? Chùa Linh Quang. Linh Quang ở Phú Điền. Ở mái tiên, ở chùa tiên Linh Quang, ở mái Phú Yên. Mà bà đi vào tới trong này 80 mấy tuổi, Phú Điền. Vâng, Phú Điền. Thưa anh chị em, đây một người Phật giáo mà họ đến tại giáo điểm tin mừng này, 83 tuổi, từ Phú Điền, chùa Linh Quang, mà đến đây với pháp danh là Đức Trí. Đức Trí mà đến giáo điểm tin mừng này, nếu mà cái đầu óc như là ngày xưa bảo là người này không thuộc phe mình, thôi bà đi về, người nhà thờ không có nhà mời đạo Phật thì đi về, có được không? Có được không? Trả lời to lên, được hay không? Không. Chúng ta luôn luôn mở rộng vòng tay đón tiếp hết tất cả mọi người, bất cứ tôn giáo nào, hay là không có đạo, hay là chống lại đạo, chúng ta cũng mở rộng vòng tay đón tiếp mọi người. Một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa anh chị em. Rồi, hôm nay bà đến đây mà để làm gì, bà nói cho mọi người nghe. Con bệnh nhiều lắm, hai cái chân nhất mà bị đĩa điểm, hay quá cuộc sống, gây sinh sống đủ hết rồi. Mà bò ở nhà bò con chứ không có làm gì được hết. Bây giờ nghe. Rồi hôm nay bà nghe sao bà đến đây? Cái dân có hành, thầy giờ đầu cái gì cũng hết, thầy vuốt cũng hết, con mới đi. Hai cái cảnh con nhức quá. Bà bảo nghe dân của thầy, thầy sao đầu thì vuốt cái gì cũng hết. Tôi không phải là người chữa bệnh, mà đây là tôi chỉ cho bà nha. Đây nè, làm sao? Bà bảo là mô Phật thầy có đức tin. Mô Phật thầy có đức tin. Đúng, bà nói đúng, vì Chúa đây mới là đấng chữa lành nha. Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Mô Phật. Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Và Chúa nói là con tin thế nào thì con sẽ được như vậy. Lòng tin của con cứu chữa con. Tôi có sờ đầu, tôi có cầu nguyện là nhờ những người đến đây mà họ xin cầu nguyện là họ có lòng tin. Nhờ lòng tin của họ rồi tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho họ, rồi Chúa chữa lành cho họ. Chứ không phải là tôi sờ đầu tôi vuốt chữa lành nha. Rồi, chị lên đây chị nói tiếp. Con thưa cha và cộng đoàn, con là Tân Đồng, con thưa đạo, bây giờ con ở giáo phận Xuân Lộc, mà giáo xứ Đồng Hiệp. Con lên đây để làm chứng cho Chúa là hai nhân chứng mà cần nhất trong đời con. Bà này có không? Mà bà này là thấy con đi là khỏi bệnh, con người con nói là bà cho mẹ theo mấy, thì cho nên con mới lại dẫn dắt cho mẹ đi lên đây để mẹ đi để chữa bệnh. Hallelujah. Đây để tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi để mà cha ơi, con còn ông chồng mà ông bệnh nắm nặng cà thương mới đi một hôm này, không biết là ta cấp cứu làm sao, ông đầu tiên nặng lắm mà. Rồi con xin cái bình nước này nhờ cha chứng từng con viện cho ông uống. Mô Phật. Rồi xin Chúa chữa lành cho bà, cầu nguyện cho bà, cầu nguyện cho ông. Rồi cầu nguyện cho ông, cầu nguyện cho bà nha. Rồi Chúa chữa lành cho ông bà. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đón nhận hết tất cả mọi người. Và bà ấy là bò, bà ấy không có đi được. Mà hôm nay bà lên đây
Và người chị Sơn, bà có thể bước lên đây, bà đứng lên trên này, bà làm chứng được. Ta thấy đó là một cái điều hết sức lạ lùng. Và Chúa bảo đừng ngăn cản họ, cứ để họ đến. Những ai làm được điều tốt, cứ để họ làm điều tốt, đừng ngăn cản họ. Rồi con được ơn gì nói cho mọi người nghe. Con thưa cha, con được hai cái ơn lớn nhất, còn các ơn nhỏ con. Vâng, còn cái ơn lớn nhất là con bị bệnh u lão. Con đi hai bệnh viện, bệnh viện thứ nhất không chữa được, bệnh viện thứ hai thì người ta bảo con là phải mổ. Mổ như hết 80 triệu, gia đình nhà con không có tiền. Con mới xin đi về. Xin về thì đến khi con mà con đang nằm chúa thương xót. Con đang nằm chúa thương xót thì con đi mấy hôm 4 lần thì con đi CT lại thì khỏi, con mừng quá. Hallelujah. Cầm cái quạt với con lên anh chị em, cầm cái cây quạt với ta lên. Hallelujah. Đó, cả một cái rừng bướm múa tung lên vì thấy cái điều lạ lùng Chúa đang làm. Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất, là ơn thứ hai. Còn ơn thứ hai là chồng con bỏ đạo năm nay là 40 năm rồi mà không đi nữa. Bây giờ con lên, từ khi con đi lòng Chúa thương xót đến giờ con cầu nguyện là lần này lại trở lại đạo và đi như lễ bình thường. Hallelujah. Chồng chị là đạo gốc hay đạo theo? Đạo gốc. Còn chị? Con đạo theo. Chúng ta thấy Chúa làm không? Bây giờ Chúa đâu cần phải về và làm phe này hay nhóm nọ, nhóm kia. Tất cả là con cái của Chúa. Chúa đâu có tính là đứa này đạo gốc, đứa này đạo theo. Chúa có tính cái đó không? Không. Chúa chỉ biết là lúc này, bây giờ con có tin vào ta hay không? Chí Chúa không có tính sổ là ngày xưa con đã bỏ ta. Chí Chúa cũng không nói là ngày mai con sẽ như thế nào. Ngày mai ai biết được ngày mai ra sao? Chúng ta vừa mới nghe lời Chúa nói, ngày mai ai biết được sẽ ra sao? Ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai không ai biết được ngày mai. Cho nên Chúa nói với Thánh Faustina rằng quá khứ đừng có nghĩ lại, đừng nuối tiếc quá khứ vì đã qua là qua rồi. Ngay cả các thánh cũng không có thể sửa lại quá khứ. Và ngày mai sẽ ra sao không ai biết được. Chúa bảo Faustina, quá khứ hãy giao cho ta, tương lai để ta tính. Còn quan trọng là hiện tại lúc này đây con như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Vì thế mà một người đạo gốc mà 40 năm bỏ Chúa để cho một người vợ tân tòng, con theo đạo được bao nhiêu năm? Con theo đạo năm nay là 20 năm rồi. Được 20 năm. Một người đạo gốc bỏ Chúa 40 năm để một người tân tòng 20 năm cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Và người chồng 40 năm ấy đã quay được đầu lại mà trở về với lòng Chúa thương xót. Cha gửi tặng cho con cái máy này để con về con gửi tặng cho chồng của con cái máy 365 bài giảng để nghe nghe nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ thứ năm tuần tới là ngày 31 tháng 5, lấy Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, mời con và anh chị em đến đây để chúng ta làm nghi thức dã hoa. Hôm đó là chúng ta sẽ có phần dâng hoa cho mẹ. Ngày hôm khai mạc chúng ta đã có mỗi người vì một chùm hoa năm sắc, và ngày bế mạc tháng hoa mỗi người có dải lụa xanh, dải lụa trắng, thì chúng ta dâng những dải lụa ấy là những lời cầu, lời khấn, lời nguyện lên cho mẹ. Mời anh chị em, mời con đến tham dự ngày thứ năm 31 tháng 5 lúc 4 giờ chiều nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi vẽ lên đây con.